Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề bài số 2, xây dựng nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ thứ nhất là kể được tên một số vật liệu được sử dụng trong xây dựng nhà ở. Thứ hai là mô tả được các bước chính trong xây dựng nhà ở. Và thì những yếu tố nào tạo nên một ngôi nhà ở bền đẹp? Nhà ở được xây dựng như thế nào và bằng những vật liệu nào? Để trả lời câu hỏi vật liệu làm nhà. Trong xây dựng nhà ở, vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. Để xây dựng nhà ở, cần sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Và từ xa xưa, con người thường sử dụng các vật liệu có sẵn trong thiên nhiên như đá, đất, cát, gỗ, tre để làm nhà. Ngày nay, con người đã sáng tạo ra một số vật liệu nhân tạo để xây dựng nhà như gạch nung, thép. Những vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo có thể kết hợp với nhau để xây dựng nên những ngôi nhà vừa đảm bảo tính bền vững, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Đây là các vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng: gạch, sắt thép, xi măng. Vậy chúng ta tìm hiểu về các viên gạch hình thành như thế nào. Những viên gạch đầu tiên được sử dụng cách đây hơn 5.000 năm. Chúng được tạo ra từ các đất sét và phơi khô dưới ánh mặt trời. Ngày nay, những viên gạch được nung trong lò với nhiệt độ không 1.200 độ C. Và quá trình này giúp tăng khả năng chịu lực, tuổi thọ và làm cho những viên gạch có những màu sắc đặc trưng. Một số vật liệu xây dựng. Thứ nhất là gỗ. Ứng dụng chính của gỗ đó là làm khung nhà, mái nhà, sàn nhà, giá đỡ, nội thất, vật liệu cách nhiệt. Vật liệu xây dựng thứ hai là gạch và ngói. Ứng dụng của nó là làm tường nhà và làm mái nhà. Ngói là làm để mái, làm mái nhà. Gạch để xây tường. Vật liệu tiếp theo đó là đá. Ứng dụng của nó là làm tường nhà. Đá nhỏ thì kết hợp với xi măng, với nước để tạo thành bê tông. Vật liệu tiếp theo đó là thép. Ứng dụng của nó là làm khung nhà, cột nhà. Vật liệu cát. Cát ứng dụng của nó là kết hợp với xi măng, nước để tạo nên vữa xây dựng. Xi măng. Chúng ta tìm hiểu về kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng là một người tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại các trường đại học, và công việc chính của họ, những kỹ sư này, là thiết kế, tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng để đảm bảo đúng thiết kế. Và thì hãy chọn những đáp án đúng về vật liệu xây dựng nhà ở. Gồm có 4 đáp án. A. Vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. B. Từ xa xưa, con người thường sử dụng các vật liệu có sẵn ở nơi mình sống để làm nhà. C. Việc khai thác các vật liệu có sẵn trong tự nhiên để làm nhà không làm ảnh hưởng đến môi trường. Đó là lý do ngày nay vật liệu tự nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi. D. Trong quá trình xây nhà, vật liệu tự nhiên không thể kết hợp với vật liệu nhân tạo. Và để trả lời câu hỏi này, hãy bình luận ngay bên dưới video. Câu hỏi số 2. Lựa chọn các vật liệu để hoàn thành sơ đồ tạo vữa xây dựng. Như vật liệu 1 sẽ kết hợp với vật liệu số 2 và nước để tạo nên vữa xây dựng. Chúng ta sẽ lựa chọn trong các vật liệu sau đây. A. Cát. B. Đá nhỏ. C. Gạch. D. Lựa chọn các vật liệu sau để hoàn thiện sơ đồ tạo ra bê tông xây dựng. Như vật liệu 1 cộng với vật liệu 2 cộng với nước tạo nên bê tông. Chúng ta sẽ lựa chọn trong các vật liệu sau đây. A. Đá nhỏ. B. Gạch. C. Thép. D. Xi măng. Y. Ngói. F. Gỗ. Và để trả lời câu hỏi, hãy trả bình luận ngay bên dưới video. Chương 1: Khám phá. Chúng ta tìm hiểu về xi măng.
khí carbonic. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy, công nghệ sản xuất xi măng thân thiện với môi trường đang được nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam nghiên cứu và áp dụng. Chương mục khám phá. Kể thêm tên các vật liệu em biết dùng để xây nhà chưa được giới thiệu trong bài học hôm nay. Như trong bài học hôm nay thì ngoài những vật liệu kể tên, chúng ta tìm hiểu thêm các vật liệu xây dựng khác. Và hãy bình luận ngay bên dưới video để trả lời chương mục khám phá này. Chương mục luyện tập. Luyện tập. Hãy xác định một số vật liệu cơ bản để xây dựng nhà trong các ngôi nhà trong hình 2.2. Gồm có ngôi nhà hình A được xây dựng vật liệu gì? Hình B. Ngôi nhà B này xây dựng từ những vật liệu nào? Nhà C thì xây dựng được những vật liệu cơ bản nào? Hình D được xây dựng từ những vật liệu nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video để trả lời các câu hỏi trên. Mình thứ hai là các bước chính để xây dựng nhà ở. Xây dựng nhà ở đó là một công trình phức tạp gồm nhiều công đoạn khác nhau. Các bước chính để xây dựng một ngôi nhà gồm có thiết kế, thi công, thô và hoàn thiện. Và chương mục khám phá yêu cầu là vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở. Các bước chính xây dựng nhà ở. Tóm tắt thôi. Chúng ta tóm tắt các bước chính xây dựng nhà ở. Và để trả lời câu hỏi, hãy bình luận ngay bên dưới video. Bước 1, đó là thiết kế. Thiết kế là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà ở được thi công. Thông qua thiết kế thì người kỹ sư sẽ giúp chủ nhà hình dung được ngôi nhà của mình sau khi xây dựng, đảm bảo yếu tố kỹ thuật để ngôi nhà vững chắc. Bên cạnh đó, thiết kế sẽ giúp cung cấp thông tin để chuẩn bị vật liệu, kinh phí và tương ứng. Chúng ta tìm hiểu về thi công là gì. Thi công là quá trình tiến hành xây dựng một công trình theo thiết kế, thường gồm hai giai đoạn: thi công thô và hoàn thiện. Hoàn thiện nhất là thi công thô. Thi công thô đó là bước hoàn thành khung của một ngôi nhà. Thi công thô tốt sẽ giúp cho các bước hoàn thiện sau này được tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Các công việc chính của các bước thi công thô gồm có làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa, làm hệ thống đường ống nước, đường điện. Học văn. Bước 1, đó là đào móng. 2, đó là làm khung tường. Bước 3, đó là xây tường. 4, cán nền. 5, đó là làm mái nhà. Làm mái. 6, đó là lắp khung cửa. 7, đó là lắp hệ thống điện nước, hệ thống điện và hệ thống nước. Và cuối cùng, đó là bước hoàn thiện ngôi nhà. Hoàn thiện đó là một công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ các công năng, sử dụng và tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Các công việc chính của các bước hoàn thiện gồm trắc, sơn tường, lát nền, lắp đặt các thiết bị điện, nước và nội thất. Nội thất. Nội thất là các đồ đạc, các loại tiện nghi và cách bố trí làm thành phía bên trong của ngôi nhà. Công đoạn nhỏ, các công đoạn hoàn thiện ngôi nhà. Một là trắc tường. Hai là sơn tường. Ba là lát nền. Có thể lát nền hoặc là ốp tường, dán granite, ốp tường hay là ốp gỗ. Lắp điện, lắp hệ thống điện, điện thắp sáng, điện trang trí, quạt, một vân. Nên là lắp nội thất, các nội thất nhà bếp, các nội thất tủ, một vân. Làm các tiểu cảnh, non bộ hoặc là vườn, sân vườn. Và cuối cùng là bước hoàn thiện ngôi nhà, hoàn thiện ngôi nhà. Rào cổng ngõ. Và tập số 4 là hãy ghép các bước xây dựng nhà ở với các công việc chính sao cho phù hợp. Như các bước, 1 là thiết kế,
thứ hai là thi công thô, thứ ba là hoàn thiện với các công việc chính. Xây tường, cán nền, làm mái, làm khung cửa, làm hệ thống đường ống nước, làm đường điện, làm móng nhà, làm khung tường. B. Lát nền, lắp đặt bồn nước, lắp đặt các thiết bị điện, lắp đặt các thiết bị vệ sinh, trát tường, sơn tường, lắp đặt nội thất. C. Lập bản vẽ. Giờ chúng ta hãy ghép ví dụ như 1, ghép với A hoặc B hoặc là C. 2. Thì ghép có thể ghép với một nào A hoặc B hoặc C. 3. Tương tự vậy. Và để làm bình luận ngay bên dưới video để trả lời câu hỏi bài tập số 4 này. Câu số 5. Hãy nêu các bước chính trong xây dựng nhà ở. Và để trả lời bằng cách bình luận ngay bên dưới video. Câu số 6. Dựa vào những hình sao, hãy tưởng tượng và viết một câu chuyện về quá trình xây ngôi nhà của một gia đình. Và hãy bình luận ngay bên dưới video về quá trình xây dựng nhà. Câu số 7. Hãy vẽ phác họa hình dáng một ngôi nhà mà em đã từng nhìn thấy và cảm thấy ấn tượng với nó. Hãy vẽ. Chương 1. Kết nối năng lực. Kết nối năng lực là đề xuất các vật liệu xây dựng để xây nhà sàn và giải thích về vấn đề xuất của mình. Nhà xây nhà sàn thì cần những vật liệu gì? Đây bình luận ngay bên dưới video. Chương 1. Luyện tập. Quan sát hình 2.3. Hãy mô tả công việc đang thực hiện ở mô hình và sẽ sắp xếp theo thứ tự các bước chính của việc xây dựng nhà ở. Sắp xếp các công việc này theo thứ tự để xây dựng một nhà ở A, B, C, D, E. Hãy bình luận ngay bên dưới video này. Chương 1. Vận dụng. Vận dụng thứ 1. Thứ nhất, tìm hiểu và cho biết ngôi nhà của gia đình em được xây dựng từ những vật liệu nào. Câu hỏi vận dụng thứ hai, ở nơi em sống, những vật liệu chính để xây dựng nhà ở là gì? Nêu tác dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở. Hãy bình luận ở bên dưới video này nhé. Và sau khi xem xong video này, các em có được câu hỏi gì về bài và hãy bình luận ngay bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn. Mời các em xem tiếp video của bài tiếp theo. Đây là video bài ngôi nhà thông minh. Xin chân thành cảm ơn đã theo dõi video. Xin mời các em hãy nhấn subscribe, đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới được đăng tải. Like, thích video này, share, tức là chia sẻ video này cho tất cả mọi người. Bây giờ đến là hết. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.